Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thành Công, sinh năm 2002, hiện đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Hải Việt Nam. Hiện thời điểm bây giờ mình đã thiết kế hơn 100 cái slide mà mình không thể đếm được bởi vì giờ nó rất là nhiều. Cách mình tiếp cận với những nhiều bạn trẻ là áp dụng những trend và chủ đề phù hợp với những học sinh sinh viên, và mọi người thường hay gọi mình là hoàng tử PowerPoint. Không còn những bài trình chiếu buồn chán, tẻ nhạt đến mức nhìn đâu cũng thấy chữ. Với Thành Công, việc sáng tạo và làm những trang thuyết trình của mình thú vị hơn là điều cần thiết hơn cả. Các PowerPoint thiết kế độc lạ được lấy ý tưởng từ chính những chất liệu hàng ngày trên mạng xã hội. Và bắt đầu từ khi em đang học trên lớp về môn triết học Mác Lênin thì thầy giáo giao mỗi nhóm làm bài thuyết trình thì em là người làm slide. Và em không nghĩ là những cái slide em làm lại thu hút được nhiều người xem đến như vậy. Cái hôm mà dịch Covid hoàn hành thì cái bộ phim mà đang nổi nhất trên Netflix gần đây là bộ phim trò chơi công một Squid Game ấy. Thì em sẽ đưa hết vào trong slide xong rồi em vẽ lên chúng bằng cái trí tưởng tượng của mình. Thành Công sáng tạo mọi lúc mọi nơi, ý tưởng có thể xuất phát từ một món ăn hay là những trò chơi và kể cả những bộ phim ta đang xem hàng ngày. PowerPoint chủ yếu em học từ trên mạng là nhiều. Cũng có đợt thì em cũng đăng ký khóa học nhưng mà em bị họ từ chối bởi vì kiểu họ biết em là người làm slide trên TikTok. Mày là ai? Nếu các người đã thành tâm muốn biết thì bọn ta sẽ nhất quyết trả thù. Người duy nhất nhìn ra chân tướng của sự việc, trí tuệ của người lớn trong cơ thể trẻ con. Nhiều bạn học sinh, sinh viên và cả người đi làm đều dành lời khen ngợi cho sự sáng tạo của Công vì đã góp phần nào đó thay đổi cho những bài thuyết trình vốn nhàm chán của mình. Với em thì cái cảm giác mà người xem họ cảm thấy có những cảm xúc rất là có thể nói là choáng ngợp ấy, thì cá nhân em rất là thích, thì đó là một cái nguồn động lực cho em để có thể gọi là tự tin hơn để thuyết trình. Đợt đấy là mình sử dụng về chủ đề Blackpink. Thế hệ Gen Z thì có rất nhiều các cái ý tưởng và có cái sự năng động và nhiệt huyết riêng. Thì bản thân mình cũng là người học từ giới trẻ là nhiều. Nói chung là cảm thấy tự hào khi em được đóng góp một thứ gì đó cho cộng đồng để cho người ta sẽ có một buổi thuyết trình trở nên thú vị và vui vẻ hơn và giảm bớt sự nhàm chán hơn đấy. Đó cũng chính là lý do cậu duy trì công việc làm PowerPoint miễn phí đến hiện tại. Bởi với Công, cậu tin rằng có thể làm nên điều kỳ diệu cho những người thực sự cần nó. Hạnh phúc là làm điều bạn yêu và yêu điều bạn làm.